Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của True Smart, mình là Mạnh Béo. Và như anh em đã biết thì iOS nó luôn là một hệ điều hành rất là hot. Và cách đây khoảng 2 tuần thì iPhone có cho ra cái phiên bản đó là iOS Beta 5. Và chỉ mới vài ngày đây thôi thì phiên bản Beta 6 đã chính thức được ra mắt. Với cái phiên bản Beta 5 thì nó cũng có rất nhiều những cái hay và nó rất là ổn định rồi. Tuy nhiên thì ở trên phiên bản Beta 6 lần này, chúng ta sẽ có những cái cập nhật và những cái sửa lỗi rất hay ở trên cái phiên bản này nhá. Và để biết xem nó có những gì thì hãy cùng mình xem video này nhá. Ok, đầu tiên để mà nói về một cái phiên bản cập nhật ở trên iPhone thì mình sẽ nói về cái dung lượng cập nhật ở mỗi phiên bản. Với cái phiên bản Beta 5 lần trước thì chúng ta có một cái dung lượng cập nhật đấy là gần 1.5GB, một cái dung lượng theo như mình thấy thì nó khá là lớn. Nhưng mà ở cái phiên bản Beta 6 lần này thì chúng ta có một cái dung lượng cập nhật thấp hơn. Đó là bây giờ thì mình sẽ vào cái phần ảnh trước thì mình đã lưu ở đây rồi. Đây, cái dung lượng ở trên Beta 6 của chúng ta chỉ là 447.1MB mà thôi. Đó là một cái dung lượng khoảng 1/3 lần so với cái Beta 5 lần trước. Và mình thấy rằng là cái dung lượng này thì đã bé hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì hiệu năng mà nó mang lại thì vẫn rất là tốt đúng không nào? Và một cái điểm rất là mới ở trên phiên bản Beta 6 này, đó là khi mà anh em vào cái phần báo thức này, đó phần đồng hồ đấy nhá, anh em phần nút cộng và phần báo thức này, thì chúng ta sẽ có được một cái không gian báo thức mới. Và tuy nhiên thì nó vẫn giống cái Beta 5 thôi, chúng ta vẫn sẽ có ở đây đó là một cái phần nhỏ nhỏ thế này được thay đổi rồi đúng không nào. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm nó mượt mà hơn rất nhiều so với phiên bản Beta 5 lần trước mà mình đã từng làm đó. Và một cái thay đổi nữa đó là khi mà anh em ấn vào một cái app này, bây giờ mình sẽ ấn thử ở YouTube nhá. Đó, anh em ấn giữ như thế này chẳng hạn, và anh em chọn vào phần xóa ứng dụng này, thì nó sẽ hiện cho anh em ba cái tính năng như này, đó là xóa ứng dụng này, di chuyển vào thư viện ứng dụng và hủy. Thì ở những cái phiên bản lần trước chúng ta chỉ có hai cái tính năng, đó là xóa ứng dụng và hủy mà thôi. Tuy nhiên ở trên cái phiên bản Beta 6 lần này thì chúng ta đã có thêm một tính năng, đó là di chuyển vào thư viện ứng dụng. Tức là anh em hoàn toàn có thể là giấu cái ứng dụng này vào trong cái phần đó, cái phần thư viện này. Thì anh em có thể là giấu ứng dụng ở ngoài phần đi và chuyển nó vào phần thư viện. Một cái điểm rất hay nữa mà mình thấy ở trên phiên bản Beta 6, đó là mọi khi khi mà anh em vào những cái phần ứng dụng, cái phần thư viện này, anh em ấn rất là lâu thì anh em có thể vào được một cái app, thậm chí là ấn khoảng từ 10 đến 15 lần mới vào được, còn nó sẽ bị đơ ấy. Nhưng mà với phiên bản Beta 6 lần này, họ đã fix rất là tốt. Anh em chỉ cần ấn giúp mình vào một cái này này. Đó. Là nó có thể vào nhanh rồi, vào luôn và vào rất nhanh luôn anh em ạ. Đó, đây là một cái điểm mình thấy là cập nhật rất mới ở trên iOS 16. Đây là một cái điểm mình thấy là họ cập nhật rất tốt ở trên cái phiên bản Beta 6 lần này. Và một cái điểm nữa mà mình không biết anh em có chú ý hay không, đây là một cái điểm rất là nhỏ, đó là khi anh em ấn vào cái thanh này này, ấn giữ vào nhá. Đó, anh em hoàn toàn có thể thay đổi bằng cách này. Đó. Rất là dễ mà mình thấy là nó đây là một cái chi tiết mà ít anh em để ý. Và ở trên cái phiên bản Beta 6 lần này thì Apple họ còn trang bị thêm cho anh em những cái tính năng mới ở trên phần Apple Music và cái phần Map. Tuy nhiên thì nó chỉ áp dụng ở nước ngoài thôi, còn ở Việt Nam chúng ta thì cái ứng dụng này nó không như là không có tác dụng mấy, nên là mình sẽ không nói về vấn đề đó nhá. Và một cái điểm nữa mà mình thấy rất thích ở trên cái phiên bản Beta 6 lần này, đó là khi anh em vào cái phần thanh Spotlight này, anh em ấn tìm kiếm và anh em chỉ cần ấn giúp mình một cái cụm từ như là YouTube chẳng hạn này, đó thì nó sẽ ra ngay cho anh em một cái app ở đây và anh em có thể dễ dàng ấn vào. Thay vì ngày trước khi mà anh em ấn những cái app YouTube này vào thì hầu như anh em sẽ không sử dụng được ở ngay trên cái thanh Spotlight này, hoặc là khi mà anh em ấn một cái cụm từ mà nó kiểu lăng ngoăng này thì nó sẽ bị đơ máy. Và cái trường hợp bị đơ máy ở trên cái phiên bản Beta 5 hay là Beta 4 thì nó rất xảy ra rất là nhiều. Và ở trên phiên bản Beta 6 này thì họ đã fix cái lỗi này, và đây cũng là một cái fix lỗi mà mình cảm thấy rằng là họ đã rất để ý đến cái phiên bản Spotlight này. Và với các trải nghiệm của mình sau vài ngày sử dụng cái phiên bản Beta 6 này thì mình thấy rằng là cái mức pin mà khi mà mình chơi game thì nó vẫn rất ổn định, máy thì cũng không bị quá là nóng. Thế cho nên là anh em có thể yên tâm khi mà lên cái phiên bản iOS 14 Beta 6 lần này mà không cần phải do dự quá nhiều. Và với những anh em mà sử dụng những cái đời máy như là iPhone 7 thì anh em vẫn có thể lên để trải nghiệm, hoặc là nếu anh em thấy nó bị lag quá thì anh em có thể là hạ phiên bản cấp xuống để mà sử dụng iOS 13 cho nó mượt hơn nhá. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em về những cái điểm mới cũng như là những cái điểm sửa lỗi ở trên phiên bản Beta 6 của Apple. Cuối cùng thì nếu như mà anh em thấy cái video hữu ích thì đừng quên lại mình một like như là một subscribe nhá. Chào anh em.